À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học trợ câu hỏi trong sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình sẽ đến với bài số 21, luyện tập trung, trang 73, 74, 75. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần luyện tập trang 73, 74, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ chấm. A. 8 mét vuông bằng bao nhiêu dm vuông? 800 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? B. 2 dm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? 200 cm vuông bằng bao nhiêu dm vuông? C. 3 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông? 300 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? À, để làm được bài tập số 1 này thì chúng mình sẽ phải nhớ cho cô đó là 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông. 1 dm vuông thì bằng 100 cm vuông. 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Và ngược lại. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi làm bài tập số 1 này nhé. Như vậy với 8 mét vuông muốn đổi sang dm vuông. Ta biết rằng 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông. Như vậy 8 mét vuông ta sẽ lấy 8 nhân với 100 bằng 800. Như vậy 8 mét vuông bằng 800 dm vuông. Vậy 800 dm vuông bằng bao nhiêu mét vuông? À, 100 dm vuông thì bằng 1 mét vuông. Như vậy 800 mét dm vuông ta sẽ lấy 800 chia cho 100. Ta được kết quả là 8 mét vuông. Tiếp theo, 2 dm vuông đổi sang cm vuông. Ta biết rằng 1 dm vuông thì bằng 100 cm vuông. Như vậy 2 dm vuông ta lấy 2 nhân với 100 bằng 200 cm vuông. Vậy 200 cm vuông đổi sang dm vuông. Ta biết rằng 100 cm vuông thì bằng 1 dm vuông. Vậy 200 cm vuông ta sẽ lấy 200 chia cho 2 chia cho 100, ta được kết quả là 2 dm vuông. 3 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông? Ta biết rằng 100 cm vuông. 1 cm vuông thì bằng 100 mm vuông. Như vậy 3 cm vuông ta lấy 3 nhân với 100 bằng 300 mm vuông. 300 mm vuông bằng bao nhiêu cm vuông? Ta sẽ lấy 300 chia cho 100 bằng 3 cm vuông. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Đề bài yêu cầu con điền số thích hợp vào chỗ chấm. A. 7 yến 3 kg bằng bao nhiêu kg? 2 yến 5 kg bằng bao nhiêu kg? B. 4 tạ 15 kg bằng bao nhiêu kg? 3 tạ 3 yến bằng bao nhiêu yến? C. 5 tấn bằng bao nhiêu yến? 1 tấn 89 kg bằng bao nhiêu kg? Bây giờ chúng mình sẽ nhớ cho cô. Để làm được bài tập số 2 này thì các con sẽ phải nhớ đó là 1 tấn thì bằng 1.000 kg, 1 tạ thì bằng 100 kg, 1 yến thì bằng 10 kg. Tiếp theo này, 1 tấn thì bằng 10 tạ, 1 tạ thì bằng 10 yến, 1 yến thì bằng 10 kg. Như vậy với 7 yến 3 kg muốn đổi sang kg thì ta sẽ phải đi đổi 7 yến sang kg. Ta biết rằng 1 yến thì bằng 10 kg. Như vậy 7 yến ta lấy 7 nhân với 10 bằng 70 kg. 70 kg cộng với 3 sẽ bằng 73 kg. Tiếp theo này, 2 yến 5 kg. Ta sẽ đổi 2 yến sang kg. Ta được 1 yến thì bằng 10 kg. Như vậy 2 yến sẽ bằng 2 x 10 bằng 20 kg. 20 kg cộng với 5 kg sẽ bằng 25 kg. Tiếp theo, 4 tạ 15 kg muốn đổi sang kg. Ta biết rằng 1 tạ thì bằng 100 kg. Như vậy 4 tạ sẽ bằng 4 x 100 bằng 400 kg. 400 kg cộng với 15 kg sẽ bằng 415 kg. 3 tạ 3 yến muốn đổi sang yến. Ta đổi 3, 1 tạ thì bằng 10 yến. Như vậy 3 tạ sẽ bằng 30 yến. 30 yến cộng với 3 yến sẽ bằng 33 yến. Tiếp theo ý C, 5 tấn bằng bao nhiêu yến? Ta biết rằng 1 tấn thì bằng 10 tạ, 1 tạ thì bằng 10 yến. Như vậy 1 tấn sẽ bằng 100 yến. Từ đó 5 tấn ta sẽ lấy 5 x 100 bằng 500 yến.
1 tấn 89 kg muốn đổi sang kg, ta sẽ đổi 1 tấn sang kg ta được 1.000 kg. Vậy ta lấy 1.000 kg cộng với 89 kg sẽ bằng 1.089 kg. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 3. Đề bài này yêu cầu có điền số tích hợp vào chỗ trống. Thửa ruộng của chú Năm có dạng hình chữ nhật với diện tích là 4.000 m². Chú Năm chia thành 4 phần đều nhau nhìn vẽ. Ở đây chúng ta có thể quan sát chú Năm đã chia mảnh vườn hình chữ nhật thành 4 phần đều nhau như hình này. Vậy người ta yêu cầu con tính diện tích của mỗi phần bằng bao nhiêu mét vuông? B. Cứ mỗi 1.000 m² thì chú Năm thu hoạch được khoảng 7 tạ thóc. Như vậy chú Năm sẽ thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc? Với A, muốn tính xem diện tích của mỗi phần là bao nhiêu, thì ta biết rằng diện tích của cả thửa ruộng đó là 4.000 m² mà chia thành 4 phần đều nhau. Như vậy, diện tích của mỗi phần ta lấy 4.000 chia cho 4, ta được kết quả là 1.000 m². Tiếp theo này, 1.000 m² thì thu hoạch được khoảng 7 tạ thóc. Vậy, muốn tính xem chú Năm thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc, ta biết rằng ở đây có tất cả là 4 phần nhỏ và mỗi phần thì có diện tích là 1.000 m². Như vậy ta sẽ lấy 1.000, ta sẽ lấy 7 nhân với 4, ta sẽ ra được số tạ thóc mà chú Năm đã thu hoạch được. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày nhé. Diện tích mỗi phần là 4.000 chia cho 4 bằng 1.000 m². B. Cứ 1.000 m² thì chú Năm thu hoạch được khoảng 7 tạ thóc. Như vậy chú Năm thu hoạch được tất cả là 7 nhân 4 bằng 28 tạ thóc. Tiếp theo ta sẽ đến với bài số 4. Nam chạy một vòng quanh sân hết 2 phút 30 giây. Hỏi nếu cứ chạy như thế đúng 2 vòng thì Nam chạy hết bao nhiêu giây? Ta biết rằng Nam chạy một vòng thì hết 2 phút 30 giây. Mà đề bài người ta hỏi con đó là nếu mà chạy 2 vòng như thế thì chạy hết bao nhiêu giây? Vậy ta sẽ phải đổi 2 phút 30 giây sang giây trước đã. Rồi từ đó ta sẽ lấy 2 phút 30 giây. Khi mình đổi sang giây ta nhân với 2 là ta sẽ ra được thời gian mà Nam chạy hết 2 vòng. Từ đó chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày như sau. Đổi 2 phút 30 giây sẽ bằng 2 phút sẽ bằng 120 giây cộng với 30 giây bằng 150 giây. Nếu mà cứ chạy như thế đúng 2 vòng thì Nam chạy hết số giây là 150 nhân với 2 bằng 300 giây, đáp số 300 giây. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 4. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 5. Chọn cân nặng thích hợp với mỗi đồ vật. Ở đây chúng ta có 4 đồ vật. Đầu tiên là con tàu, thứ hai là xe lu, thứ ba là bao gạo và thứ tư là gói bột ngọt. Như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi chọn cân nặng thích hợp với mỗi đồ vật này nhé. Như vậy chúng ta quan sát chiếc tàu. Ở đây chúng ta chắc chắn rằng chiếc tàu này phải nặng theo đơn vị là tấn. Như vậy chắc chắn sẽ nặng khoảng 5.000 tấn. Tiếp theo là chiếc xe lu. Chiếc xe lu sẽ nặng khoảng 50 tạ đúng không nhỉ? Còn bao gạo sẽ nặng khoảng 5 yến. Còn túi bột ngọt sẽ nặng khoảng 500 gram. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi nối nhé. Con tàu sẽ nối với 5.000 tấn, xe lu nối với 50 tạ, bao gạo nối với 5 yến và bột ngọt nối với 500 gram. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần hoạt động. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập trang 74-75, bài số 1. Đề bài người ta yêu cầu con điền số thích hợp vào chữ chấm. Năm thế kỷ bằng bao nhiêu năm? 500 năm bằng bao nhiêu thế kỷ? 5 phút bằng bao nhiêu giây? 300 giây bằng bao nhiêu phút? Vậy để điền được số thích hợp vào chỗ chấm thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Chúng mình sẽ phải nhớ cho cô xem một thế kỷ thì bằng bao nhiêu năm? Một thế kỷ thì bằng 100 năm. Như vậy, 1 phút thì bằng 60 giây. Từ đó chúng mình sẽ dễ dàng trả lời được các câu hỏi có trong bài số 1. Như vậy, 5 thế kỷ ta lấy 5 nhân với 100 bằng 500 năm. 500 năm sẽ bằng 500 chia cho 100 bằng 5 thế kỷ. 5 phút sẽ bằng 5 nhân với 60 bằng 300 giây. 300 giây sẽ bằng 300 chia cho 60 bằng 5 phút. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 2. Đề bài người ta yêu cầu con chọn số đo thích phù hợp với cân nặng của mỗi con vật trong thực tế. Chúng ta có 4 con vật, đó là con ngỗng, con lợn, con chim sẻ và con cá mập. Như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau đi chọn số đo cân nặng phù hợp với mỗi con vật nhé. Ta thấy rằng con ngỗng
không thể nào nặng khoảng 10 cân được. Vậy chúng ta sẽ chọn là con ngỗng nặng khoảng 100 gram là con ngỗng con. Tiếp theo là con lợn sẽ nặng khoảng 1 tạ là 100 kg. Con sẻ sẽ nặng khoảng 30 gram. Cá mập có thể nặng khoảng 2 tấn. Như vậy chúng mình sẽ cùng nhau đi khoanh tròn như sau. Con ngỗng nối khoanh với 100 gram, con lợn khoanh với 1 tạ, con chim sẻ khoanh với 30 gram và con cá mập khoanh với 2 tấn. Tiếp theo, ta sẽ đến với bài số 375. Tính diện tích cùng bảng mạch máy tính có kích thước như dưới đây. Chúng ta cùng nhau quan sát. Đây là một bảng mạch máy tính. Ở đây chúng ta biết bảng mạch máy tính có chiều dài là 10 cm, chiều rộng là 5 cm và khoét ở hai đầu thành hai hình vuông, đúng không nhỉ? Hình vuông đó có cạnh là 1 cm. Bây giờ muốn tính được diện tích của bảng mạch máy tính thì chúng mình sẽ phải làm như thế nào? À, ta sẽ phải đi tính diện tích của cả bảng mạch này. Mà ta thấy rằng bảng mạch này được khoét hai đầu, đúng không nhỉ? Khoét hai đầu chính là một hình vuông có độ dài cạnh là 1 cm. Như vậy, muốn tính được diện tích của bảng mạch, ta sẽ lấy diện tích của cả hình chữ nhật có chiều dài là 10 cm, chiều rộng là 5 cm, trừ đi diện tích của hai hình vuông có độ dài cạnh là 1 cm là ta sẽ ra được diện tích của bảng mạch máy tính. Như vậy, ta sẽ đi trình bày như sau. Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 10 cm, chiều rộng 5 cm là 10 x 5 bằng 50 cm vuông. Diện tích một ô vuông cạnh 1 cm là 1 x 1 bằng 1 cm vuông. Vậy diện tích của bảng mạch máy tính là 50 trừ đi 2 nhân 1 bằng 48 cm vuông. Đáp số 48 cm vuông. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 3. Bây giờ cô và con sẽ cùng nhau bước sang bài số 4. Đề bài yêu cầu con chọn số đo diện tích phù hợp với mỗi bề mặt trong thực tế. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bức tranh và sân bóng cùng với một ổ CPU. Như vậy, chúng mình sẽ cùng nhau đi chọn diện tích phù hợp với mỗi bề mặt trong ba hình dưới đây nhé. Như vậy, bức tranh này sẽ có diện tích khoảng 12 decimet vuông. Sân bóng này có diện tích khoảng 7.140 mét vuông và CPU sẽ có diện tích khoảng 1.137 mm vuông. Tiếp theo, ta sẽ đến với bài số 5, James Watt thiết kế để kiểu động cơ hơi nước mới vào năm 1782. Dịp kỷ niệm 500 năm thiết kế kiểu động cơ hơi nước này sẽ vào năm nào và năm đó thuộc thế kỷ nào? Chúng ta biết rằng James Watt đã thiết kế kiểu động cơ hơi nước mới vào năm 1782. Vậy để tính xem dịp kỷ niệm 500 năm vào năm nào và thuộc thế kỷ nào thì chúng mình sẽ lấy năm mà ông thiết kế ra động cơ đó cộng với 500 năm. Như vậy, ta có 1782 cộng với 500 năm sẽ bằng 2282. Như vậy, dịp kỷ niệm 500 năm thiết kế kiểu động cơ hơi nước sẽ vào năm 2282. Và năm 2282 sẽ thuộc thế kỷ thứ. Ta sẽ lấy 22 cộng với 1 bằng 23. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.